Quý vị đang theo dõi những thông tin mới nhất trên YouTube của báo Lao động. Thưa quý vị, các doanh nghiệp bảo hiểm đang thống kê các thiệt hại về tài sản kỹ thuật, xe cơ giới và thiệt hại về người để chi trả. Chiều ngày 13 tháng 9, chia sẻ về hoạt động hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ông Phùng Bá Khang, Phó Tổng giám đốc Marketing và Hoạch định giá trị cam kết AIA cho biết, việc nhanh chóng chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai không chỉ là trách nhiệm mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho cam kết đồng hành cùng khách hàng của AIA Việt Nam chúng tôi hiểu rằng trong những lúc khó khăn nhất, sự an tâm và hỗ trợ kịp thời chính là điều mà mỗi gia đình cần nhất. Theo đó, ngay trong thời điểm bão lũ diễn ra, AIA Việt Nam đã theo dõi sát sao thông tin để nhanh chóng tìm kiếm những khách hàng đang tham gia hợp đồng bảo hiểm với công ty và bị ảnh hưởng sau cơn bão. Qua hệ thống văn phòng và đội ngũ kinh doanh tại các địa bàn, AIA Việt Nam ghi nhận có 5 khách hàng không may tử vong, bao gồm 4 khách hàng tại Hải Dương và một khách hàng tại Quảng Ninh. Chỉ sau hơn một ngày, công ty đã hoàn tất thủ tục và hoàn thành việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình của các khách hàng này với tổng quyền lợi bảo hiểm hơn 6,5 tỷ đồng. Đại diện Bảo hiểm Bảo Việt cho biết đơn vị đã tiếp nhận 692 vụ tổn thất sau gần 6 ngày kể từ cơn bão số 3, IAG. Doanh nghiệp đang khẩn trương triển khai công tác giám định và phương án tạm ứng bồi thường cho các thiệt hại nghiêm trọng. Với con số tổn thất ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm khách hàng báo cáo thiệt hại, Bảo hiểm Bảo Việt cam kết nhanh chóng triển khai chương trình tạm ứng bồi thường cho các vụ tổn thất nghiêm trọng, đồng thời đảm bảo thực hiện bồi thường bảo hiểm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời, tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão, đại diện đơn vị cho biết. Tại Bảo hiểm Agribank, ông Đỗ Minh Hoàng, thành viên hội đồng quản trị công ty cho biết, công ty đã thành lập 15 tổ công tác đi đến những điểm nóng, tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều địa bàn vẫn đang bị cô lập như ở Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai chưa tiếp cận được hiện trường. Theo thống kê của Bảo hiểm Agribank, tính đến hết ngày 9 tháng 9 năm 2024 đã ghi nhận khoảng gần 400 vụ tổn thất từ các doanh nghiệp, chưa tính đến tổn thất từ khách hàng cá nhân. Ước tính thiệt hại vốn vay từ Agribank khoảng 100 tỷ đồng. Các loại tài sản bị hư hỏng bao gồm máy móc, thiết bị công nghiệp và công trình hạ tầng. Để quy trình bồi thường được diễn ra hiệu quả, Bảo hiểm Bảo Việt khuyến nghị khách hàng chủ động thông báo thiệt hại và phối hợp chặt chẽ. Mục tiêu của Bảo hiểm Bảo Việt là giúp khách hàng sớm ổn định cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hoàn tất các thủ tục bồi thường trong thời gian ngắn nhất. Còn tại Bảo hiểm AgriBank, ông Đỗ Minh Hoàng chia sẻ, hiện quy trình bồi thường của Bảo hiểm AgriBank gồm 3 bước, bước 1, tiếp cận hiện trường, giám định tổn thất, bước 2, lập phương án chi trả tạm ứng bồi thường và sau đó mới chuyển sang bước 3 là hoàn tất hồ sơ. Như vậy là tiền chi trả được ứng ra trước khi hoàn tất hồ sơ để khách hàng kịp thời sửa chữa tài sản, thay mới tài sản sau đó mới bổ sung chứng từ, hoàn thiện hồ sơ. Các chuyên gia trong ngành bảo hiểm lưu ý, để sớm nhận được bảo hiểm, người dân cần làm ngay các bước sau, thông báo ngay cho đơn vị nhận bảo hiểm, phối hợp với công ty bảo hiểm để giám định tổn thất. Giám định viên độc lập tới để xác định giá trị cần bồi thường, tiếp theo là cần hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bồi thường, bao gồm giấy tờ về quyền sở hữu hay văn bản kê khai về thiệt hại. Thưa quý vị, sau bão số 3, một số quận, Huyện ở Hà Nội ngập sâu khiến nhiều hợp tác xã trồng rau xanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Hoàng Văn Thám, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, cho biết hàng chục hecta rau màu tan nát hết sau khi bão số 3 đổ bộ vào Hà Nội. Theo ông, hợp tác xã có diện tích 17 hecta trồng các loại rau ăn lá, ăn quả và củ. Số lượng thu hoạch được cung cấp cho một hệ thống siêu thị lớn ở Hà Nội và vài chục bếp ăn tập thể của trường học. Trung bình mỗi ngày hợp tác xã xuất bán 3 đến 5 tấn rau củ quả các loại. Đợt này, có 10 hecta rau màu bắt đầu cho thu hoạch. Nhưng bão số 3 quét qua, nhiều địa phương ở Hà Nội ngập sâu, trong đó có rốn lũ Trưng Mỹ, khiến rau của hợp tác xã mất trắng. Rau ăn lá và ăn quả đổ gãy nát, rau muống chìm trong biển nước, diện tích rau mới gieo trồng do mưa ngập cũng thối hỏng 17 hecta gieo đợt này coi như mất trắng, ông thám than thở. Không có rau xanh cung cấp cho các bếp ăn trường học, ông Thám đã phải điện thoại đến từng trường để đàm phán đổi tạm sang các loại khoai tây, bí xanh, bắp cải, quả su su. Là những mặt hàng hợp tác xã đã tích trữ từ trước đó. Nhầm tính thiệt hại lên tới tiền tỷ, ông Thám cho hay khôi phục lại cũng mất nhiều thời gian, tiền của do không chỉ lượng rau màu gãy nát mà hệ thống nhà màng, nhà kính cũng bị sập, hỏng nặng do bão. Anh Nguyễn Mạnh Hồng ở Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội cũng thất thần nhìn khu nhà lưới rộng hơn một hecta của gia đình mình bị đổ sập sau siêu bão số 3 toàn bộ hơn một hecta dưa lưới nhật quả đã to, chỉ còn 10 đến 15 ngày nữa được thu hoạch mà bão quét qua nay cũng không còn gì. Anh Hồng nói và cho hay, hàng da non không ăn được, vì thế, lần này ước tính thiệt hại 300 triệu đồng. Ngoài ra, hệ thống nhà lưới, nhà màng bị sập hỏng, thiệt hại thêm 600 đến 700 triệu đồng. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay, do bão lũ nên nguồn cung rau từ các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng, Giao thông một số nơi bị tác động nên nguồn cung bị giảm, do đó, giá rau tăng. Tuy nhiên, sau mưa lũ, bà con sẽ trồng lại và thường 30 ngày trở lên đã được thu hoạch với nhóm rau cải, các nhóm khác có dài hơn chút. Mặt khác, các nguồn rau từ các vùng khác không bị ảnh hưởng mưa bão sẽ nhanh chóng được chuyển ra vùng bị mưa bão, vì nhu cầu thị trường và lúc này giao thông đã thuận lợi, ông cường nói. Bà Trương Kim Hoa, chủ trang trại hoa viên rộng hơn 60 ha ở Thạch Thất, Hà Nội, thông tin, mưa đã tạnh có chút nắng hửng, thời tiết thuận lợi, chỉ khoảng 15 đến 30 ngày nữa sẽ cung cấp ra thị trường nhiều loại rau ăn lá. Đợt bão này, chúng tôi may hơn chút là ở trên vùng đất cao nên không bị ngập nhiều. Chủ yếu do bão quật đổ nhà màn nên dập rau. Còn những vùng đất thấp như Trương Mỹ, ngập nặng, rau hỏng hết. Cũng bởi vậy nên nguồn cung rau cho Hà Nội bị ảnh hưởng, khan hiếm, bà Hoa nói. Trước bối cảnh giá một số mặt hàng có xu hướng tăng lên do khan hàng cục bộ, đặc biệt là mặt hàng rau xanh cao gấp 2 đến 3 lần. Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết đã yêu cầu các doanh nghiệp linh động vận chuyển hàng từ Nam ra Bắc. Hiện hệ thống MM Mega Market tăng gấp 3 chuyến xe vận chuyển rau củ quả từ trạm cung ứng tại Lâm Đồng ra các tỉnh phía Bắc, dự kiến lên đến 7 chuyến xe tuần với tổng cộng hơn 40 tấn rau củ quả. Hệ thống siêu thị này có 5 trạm thu mua, cung ứng hàng hóa, hai kho chữ hàng lớn tại Bình Dương, cùng 6 kho giao hàng B2B, Depot. Nhờ đó, chữ lượng hàng hóa có khả năng cung ứng lên đến một tháng cho miền Bắc. Còn hệ thống siêu thị co, ốp mát đã đặt mua 200 tấn rau các loại từ các hộ dân. Hợp tác xã để vận chuyển ra Bắc trong thời gian tới để đảm bảo giá cả ổn định cho hệ thống gồm 11 siêu thị co, ốp mát và 28 cửa hàng co, ốp của Sài Gòn co, ốp. Hệ thống các siêu thị của Winmart mỗi ngày cũng huy động khoảng 100 tấn rau củ quả từ miền Nam ra Bắc, gồm các loại rau phổ biến như mồng tơi, cải ngọt, cải xanh, bầu bí mướp đắng. Nhận định chung về thị trường hàng hóa phía Bắc, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước cho rằng, dù còn một số nơi bị cô lập, bị chia cắt do lũ như Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, tuy nhiên hàng thiết yếu vẫn đảm bảo. Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu Sở Công Thương tại 35 tỉnh thành chuẩn bị có phương án điều phối vận chuyển, cung ứng hàng hóa trong bối cảnh mưa lũ ở phía Bắc diễn biến phức tạp. Thưa quý vị, lịch tắt sóng 2G được lùi sang ngày 15 tháng 10 trong bối cảnh cả nước còn khoảng 3,4 triệu thuê bao chỉ sử dụng công nghệ 2G, 2G only. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông tư số 10 về việc ngưng hiệu lực thi hành quy định tại điểm A khoản 2 điều 4 thông tư số 03 và điểm A khoản 2 điều 4 thông tư số 04 liên quan đến quy hoạch các băng tần dùng trong mạng 2G tại Việt Nam. Hai thông tư 03 và 04 có điều khoản không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM, tức thiết bị 2G only, kể từ ngày 16 tháng 9 trừ trường hợp cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK hoặc cho các thiết bị M2M. Với thông tư số 10, việc thi hành điều khoản trên sẽ chuyển sang 15 tháng 10. Việc lùi thời gian tắt sóng 2G để có thêm thời gian dành nguồn lực khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và tình hình lũ lụt sau bão, vừa hỗ trợ chuyển đổi máy điện thoại 4G cho các thuê bao 2G only, đặc biệt là thuê bao ở vùng sâu, vùng xa và các tỉnh, thành phố ảnh hưởng bởi bão, lụt, nhằm đảm bảo thông tin liên lạc của người sử dụng sau 15 tháng 10, nhà mạng sẽ dừng cung cấp dịch vụ 2G. Người dùng phải nâng cấp lên thiết bị từ 3G trở lên để tiếp tục sử dụng. Trước đó tại cuộc họp báo chiều ngày 13 tháng 9, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, hiện nay, các nhà mạng di động đã hết sức nỗ lực để chuyển đổi thuê bao điện thoại 2G only. Đến ngày 8 tháng 9, số thuê bao của các nhà mạng còn khoảng 3,4 triệu thuê bao 2G only. Thưa quý vị, nhiều người bị phát hiện chỉnh sửa hình ảnh, làm giả hóa đơn chuyển khoản để thổi phồng số tiền và phong bạt trên Facebook nhằm đánh bóng tên tuổi. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tiếp tục đăng tải 2008 trang sao kê từ Ngân hàng Việt Tin Banh, trước đó là 12.028 trang sao kê từ Ngân hàng Việt Com về số tiền ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Theo người phát ngôn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây là sự ghi nhận tấm lòng chia sẻ của người dân trên cả nước gửi đến những hoàn cảnh bị thiệt hại. Khi những trang sao kê được công khai đã làm lộ ra biết bao chuyện bi hài, bên cạnh những tấm lòng vì cộng đồng là muôn vàn những màn kịch làm giả, lừa dối, phong bạt bị bại lộ. Qua đối chiếu với sao kê của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có những giao dịch chuyển khoản chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng khi lên mạng xã hội lại được chỉnh sửa thành 100 triệu đồng, 500 triệu đồng. Thậm chí, có những nội dung thay mặt tập thể quyên góp, số tiền gửi đi chỉ 10.000 đồng, 20.000 đồng. Trao đổi với phóng viên lao động, phó giáo sư, tiến sĩ Lê Quý Đức, nguyên phó viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ, những người lợi dụng khó khăn của người dân để đánh bóng tên tuổi của mình là hành động thiếu văn hóa. Vì muốn tên tuổi được công nhận, đã ý thức được việc mình làm là thiếu trung thực nhưng vẫn làm, đó là điều đáng lên án. Nếu không có tiền, ta vẫn có nhiều cách để ủng hộ. Trên hết, sự thành thật vẫn tốt hơn là góp một đồng nhưng nói là 5, 10 đồng. Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Quý Đức cũng nhấn mạnh, đối với câu chuyện phong bạt trên mạng xã hội, đây là bài học lớn. Nhiều người không được tiếng thơm mà ngược lại bị chỉ trích khi mọi chuyện vỡ lở. Trong khi đó, người dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng một bộ phận người nổi tiếng lại lợi dụng nỗi đau đó để trục lợi cho bản thân, hành động đó rất đáng buồn. Trong khi đó, phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thành Nam, từng tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học lâm sàng tại trường Đại học Tổng hợp Vanderbilt, Mỹ, hiện là phó hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết, tôi nghĩ đó là căn bệnh xã hội mà chúng ta phải tìm ra nguyên nhân và thuốc chữa nếu không sẽ ngày càng trở nên nặng hơn. Ẩn sau đó, họ bị chứng nghiện đứng trong sự chú ý của đám đông. Tất nhiên, nếu họ đủ tài năng, phẩm chất, giá trị để thu hút đám đông thì không cần bàn đến. Nhưng đằng này, họ lại sử dụng chiêu trò, manh khóe để cố gắng gây chú ý thì đây là sự lệch chuẩn về mặt nhận thức và thiếu hụt về mặt giá trị. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thành Nam phân tích, với vấn đề này, tôi cho rằng một phần lỗi do cộng đồng chúng ta. Tại sao chúng ta cứ ồ à với những con số, số tiền khủng của người này đóng góp rồi so sánh với những người đóng góp ít hơn. Thực thế, mỗi người đều đóng góp theo sức của mình. Nhiều người có thể ủng hộ một số tiền lớn, nhưng mục tiêu chi ra chỉ để kêu lên với mọi người rằng tôi đã tham gia hoạt động, tôi nhân ái lắm, tôi luôn đi đầu trong các phong trào tình nguyện. Ẩn sau đó cũng có thể là cách thức để họ bán hàng, không thể truyền tải giá trị hay chia sẻ điều gì cả. Trên thế giới hiện đang có xu hướng những người giàu thầm lặng tức là những người có điều kiện nhưng không muốn thể hiện ra bên ngoài để có thể hòa đồng với mọi người. Ngoài ra, cũng phổ biến phong trào làm từ thiện nạc danh, giấu mình. Khi mình làm việc tốt, không cần thiết phải la lên rằng tôi đã làm việc tốt này, việc tốt kia. Nếu chúng ta thống nhất quy tắc ứng xử như vậy thì về sau, bạn có làm tình nguyện thì cứ âm thầm làm, đóng góp sức người sức của. Điều này giống như một thứ hương thơm, tự động sẽ lan ra xung quanh và đó mới là cách thức làm tình nguyện đúng tinh thần. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Sau 8 tháng thi công, vào ngày 13 tháng 9, công trình nhà học 2 tầng ở trường mầm non Hưng Liên, huyện Khương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành, được bàn giao và đưa vào sử dụng. Công trình là dãy nhà 2 tầng với 4 phòng học, có tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng lao động tài trợ 2,8 tỷ đồng, còn lại là đối ứng 30% của chủ đầu tư Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê. Đó là một cái niềm vui phần khởi hân hoan của các bậc phụ huynh rồi các cô giáo rồi là các cháu, đặc biệt là các cháu ở trường mầm non xã Hương Liên là có một cái ngôi trường kháng trắng sạch đẹp để là các cô để là chăm sóc các cháu là giáo dục toàn diện, ăn ngủ đủ giấc rồi là học hành vui chơi thoải mái hơn. Trường mầm non Hưng Liên có 6 lớp, trong đó 4 lớp khoảng 100 học sinh được bố trí học ở dãy nhà học mới 2 tầng vừa hoàn thành. Phòng học mới với trang thiết bị đầy đủ đã đem đến niềm vui cho giáo viên và học sinh ở nơi đây. Thì cô trò của trường mầm non Hưng Liên rất là vui mừng và phấn khởi là khi được nhận một ngôi trường rất là kháng trang, sạch sẽ và nhận được sự quan tâm của quỹ Tấm Long Vang đã xây dựng cho bọn em một ngôi trường để phục vụ cho việc chăm sóc giáo, giáo dục trẻ. Hương Liên là một xã vùng sâu, vùng xa ở biên giới với điều kiện kinh tế xã hội rất khó khăn. Mặc dù thời gian qua, các cấp, các ngành và địa phương đã dành nhiều sự quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, việc được Quỹ Tấm Lòng Vàng tài trợ xây dựng công trình dễ nhà học 2 tầng 4 phòng cho mầm non Hương Liên khiến đại diện địa phương cũng như các thầy cô giáo rất phấn khởi. À, chúng tôi sức trân trọng cảm ơn Bảo Lao Đồng, cảm ơn Quỹ Tấm Lòng Vàng đã thường xuyên quan tâm. Với ừ, hoạt động chung cũng như hoạt động của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Hà Tĩnh. Và với ngôi trường mà bảo lao động quỹ tấm lòng vàng đã hỗ trợ thì địa phương sẽ phát thuy tốt cái công năng để tạo điều kiện cho các cháu học tâm bên luyện tốt hơn. Trong niềm vui của cô và trò, lãnh đạo địa phương và quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng lao động đã có các xuất quà dành tặng cho các em học sinh. Được biết, trước khi hỗ trợ xây tặng dãy phòng học 2 tầng trường mầm non Hưng Liên, vào năm 2022, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng lao động đã tài trợ xây dựng công trình nhà nội trú xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư 2,8 tỷ đồng, quy mô 10 phòng. Trong đó, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tài trợ 2,2 tỷ đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đối ứng gần 600 triệu đồng. Công trình này đã trở thành tổ ấm của các giáo viên có nhà xa trường, động viên các giáo viên hoàn thành tốt công việc dạy học ở vùng sâu, vùng xa. Ngày 13 tháng 9, tại thành phố Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân đã tiến hành bàn giao ngư dân bị tai nạn lao động trên biển cho gia đình và chính quyền địa phương. Trước đó, ngày 1 tháng 9, ngư dân Trần Đi là lao động trên tàu cá của tỉnh Bình Định bị dây lưới tàu cuốn vào chân, đất gần lìa vùng cổ chân phải. Sau 10 ngày điều trị tại Trung tâm Y tế Thị trấn Trường Sa, các bác sĩ quân y đã tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu giúp bệnh nhân ổn định sức khỏe và tinh thần. Sáng ngày 11 tháng 9, tàu 473 vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận bệnh nhân và đưa vào bờ tiếp tục điều trị. Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành bàn giao ngư dân cho gia đình, địa phương theo quy định để tiếp tục theo dõi điều trị. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân Trần Đi sau khi vào cảng tạm thời ổn định, gia đình đã tiếp nhận và chuyển tuyến điều trị. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.